Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều có những may mắn thăng trầm khác nhau. Tại mỗi thời điểm sẽ có những người cực kỳ may mắn. Trong ngày 23 tháng 10 âm lịch này, những con giáp sau đây có tài vận đỏ rực, công việc vô cùng thuận lợi, cấp trên ưu ái, đồng nghiệp hòa đồng giúp đỡ hết mình, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về, nhiều không đỡ nổi. Một số người còn có cơ hội trúng số đổi đời. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không nhé! Một, tuổi Sửu. Tam hợp phù trợ, người tuổi Sửu hoàn thành tốt các công việc được giao, từ đó nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo. Bạn đang bước tới những bước chậm mà chắc trên con đường thăng tiến. Người tuổi Sửu không thiếu tham vọng và nghị lực, họ sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình. Trong ngày 23 tháng 10 âm lịch, con giáp này được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, may mắn nên mọi việc vô cùng thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Sửu sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, ngọt ngào trong tình yêu và không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Con giáp tuổi Sửu có tầm nhìn xa và mọi thứ dường như nằm trong dự kiến của họ. Những người này luôn gìn giữ được bình tĩnh, không kiêu ngạo và cũng không bốc đồng, luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống. Người còn trẻ tuổi có thể nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, tìm ra con đường phát triển đúng đắn cho mình. Hãy cố gắng không ngừng nghỉ, rồi mọi thách thức sẽ qua đi. Tương lai, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Thổ sinh kim, người đã lập gia đình hay còn độc thân đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Bạn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, suy nghĩ, quan điểm của mình nên khiến cho người khác cảm thấy gần gũi, muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Thìn. Cục diện nhị hợp giúp người tuổi Thìn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Với tính cách cởi mở, tự tin của mình, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, giúp đỡ của mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng với đối tác trong ngày hôm nay, đặc biệt là khi đối phương cùng chung mục tiêu, chung chí hướng với bạn. Đôi bên sẽ hợp tác ăn ý để đem lợi nhuận về đầy túi. Người tuổi Thìn mạnh mẽ và luôn sống độc lập, họ độc hại gần như bất Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với họ. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản chí. Con giáp tuổi Thìn đầy cá tính và luôn không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo, được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thành công đánh giá. Trong ngày 23 tháng 10 âm lịch, những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Thìn sẽ bất khả chiến bại. Mọi sự đều suôn sẻ. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông. Con giáp tuổi Thìn không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản trở. Họ chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chắc rằng bạn có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lỡ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Tỵ. Chính tài soi tỏ con đường làm ăn của người tuổi Tỵ, bạn nhận được khoản tiền lương tiền thưởng nóng vì đã góp phần giúp tập thể chinh phục đỉnh cao trong thời gian qua. Cấp trên đang đánh giá bạn rất cao đấy. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi bị cản trở, đặc biệt là không bao giờ từ bỏ bản thân. Bạn luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin. Con giáp tuổi Tỵ lo lắng rằng mình sẽ thất bại nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Người tuổi này luôn thách thức những điều không thể và chiếm thế áp đảo sau một thời gian ngắn. Vào ngày 23 tháng 10 âm lịch, những ngôi sao tốt lành và vận may sẽ phù hộ cho con giáp tuổi Tỵ để mọi việc của họ suôn sẻ, không gì hạ gục được họ.
Người tuổi này sẽ thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp, tài chính rủng rỉnh. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên con đường đến với thành công. Tuy con giáp tuổi Tỵ có vẻ bốc đồng và liều lĩnh, nhưng thực ra họ rất kiên định, chỉ là họ năng động và dám nghĩ, dám làm hơn nhiều người khác. Họ không được định sẵn để sống theo ý mình, mà được định sẵn để sống theo những kỳ vọng. Với người làm kinh doanh, bạn có khoản lợi nhuận thu về đều đặn vì đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Tương lai có thể bạn sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng hãy coi đây là bước đệm để bạn gặt hái thành công. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Ngọ. Thiên tài chiếu mệnh, may mắn là con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc hơn hẳn so với khoảng thời gian trước. Đặc biệt nếu bạn chăm chỉ dành thời gian làm thêm thì nay là lúc bạn hưởng thành quả xứng đáng. Hỏa khắc kim, người tuổi Ngọ độc thân cần phải hiểu rằng sự kỹ tính sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ may hạnh phúc. Bạn đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với nửa kia, tương lai của mình và không muốn thỏa hiệp với bất kỳ điều gì. Với những người đã có đôi có cặp, tình cảm giữa bạn và người ấy xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng được tích tụ ngày qua ngày sẽ trở thành ngòi nổ khiến hai người tổn thương lẫn nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Tam hội giúp sức, người tuổi Thân có cái nhìn cởi mở về mọi việc nên dễ tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc. Bạn không còn phụ thuộc vào lối mòn trước đó mà sẵn sàng mở lối đi riêng, gặt hái thành công và giúp đỡ mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Nếu tham gia bầu cử, tuyển chọn trong ngày hôm nay, bạn có cơ hội chạm tay vào vị trí mình đã cố gắng phấn đấu để vươn tới từ trước đến nay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Hợi. Xem tử vi hôm nay, kim sinh thủy cho thấy đường tình duyên của người tuổi Hợi khởi sắc rực rỡ, mang tới nhiều cơ hội tình yêu cho bản mệnh. Rất có thể trong ngày hôm nay, tình yêu sét đánh sẽ xuất hiện khiến bạn vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Vợ chồng bạn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự đồng tâm hiệp lực, yêu thương và che chở cho nhau nên chẳng ai cảm thấy mệt mỏi hay là cô đơn. Cả hai đều tràn đầy tin tưởng và sẵn sàng chiến đấu. Kiếp tài khuyên bạn không nên đưa ra những quyết định quá nhanh chóng rồi lại khăng khăng làm việc theo ý mình. Sống trong tập thể, tốt nhất bạn nên trao đổi công việc với mọi người để tất cả cùng biết và hành động một cách thống nhất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 23 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.